Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Trung ương Trung Quốc cho biết, trong vòng 5 ngày tới, miền Đông và miền Tây của Trung Quốc có thể hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa mưa lũ đến nay. Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã đưa ra cảnh báo toàn diện về rủi ro thiên tai trong vòng 5 ngày tới vào lúc 13 giờ ngày hôm kia, và dự kiến khu vực phía Bắc của Trung Quốc có thể hứng chịu với cường độ mưa lũ cực mạnh. Thời tiết đối lưu mạnh đang có nguy cơ xảy ra lũ lụt, lốc xoáy, thảm họa địa chất và ngập úng đô thị ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và các nơi khác. Một số đoạn đê trên sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mekong và dòng chính sông Hoài cùng gần 800 hồ chứa đang ở mức báo động đỏ. Khu vực miền Nam của Trung Quốc như thành phố Tứ Xuyên, Vân Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Vũ Hán, Nam Kinh và nhiều nơi khác sẽ có mưa rào và mây đối lưu mạnh, sẽ xảy ra vòi rồng, bão tố, mưa đá và nhiều rủi ro khác. Tất cả dự báo và thông tin trên cho thấy Trung Quốc tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh trong những ngày tiếp theo, và điều này đang làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình như ngồi trên đống lửa. Theo Cục Thống kê Thiên tai Dịch bệnh của Trung Quốc cho biết, tính đến hết ngày hôm nay, Trung Quốc đã trải qua 2 tháng mưa lũ, bầu trời của Trung Quốc xuất hiện sấm sét và lốc xoáy mưa đá. Thiệt hại ban đầu là vô cùng nặng nề bởi mưa lũ đã làm gián đoạn cuộc sống của người dân trên toàn đất nước của Trung Quốc. Điện, đường, nhà ga, bến cảng, sân bay bị đóng cửa, đến kỳ thi tốt nghiệp quốc gia của Trung Quốc cũng bị hoãn. Lưới điện quốc gia Trung Quốc 2 lần bị vòi rồng và sấm sét đánh sập, làm cho nhiều nơi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, những khoản trợ cấp của một số nước trên thế giới ủng hộ người dân vùng lũ lụt đã bị chính quyền ông Tập Cận Bình đem đi tiêu xài hết. Ngoài ra, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc còn dùng số tiền đó vào mục đích quân sự. Đây là một hành động không thể nào có thể dung tha và chấp nhận được trong bối cảnh mà cả đất nước cũng như gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục đang bị thiên tai càn quét một cách hết sức dữ dội. Kính thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia thủy văn Trung Quốc và quốc tế cho biết, lũ lụt càn quét Trung Quốc trong vòng 2 tháng vừa qua mới chỉ là bước đầu tiên bởi vì mùa mưa lũ của Trung Quốc vẫn chưa vào thời điểm cao trào. Vào khoảng cuối tháng 7 và sang đầu tháng 8, mưa bão ở Trung Quốc mới bắt đầu ở đỉnh điểm. Tuy nhiên, với trận mưa to đến rất to trong thời gian dài vừa qua đã khiến nhiều tuyến đê bao bị vỡ và khiến cho đập Tam Hiệp ở phía Trung Quốc suýt nữa bị vỡ. Các chuyên gia nhận định con đập Tam Hiệp vẫn chưa có dấu hiệu bị vỡ, nhưng họ không dám chắc rằng con đập lớn nhất của thế giới có thể oằn mình chịu đựng thêm một vài cơn bão nữa hay không, đặc biệt là những cơn bão trong tháng 7 này và tháng 8 tới. Do đó, chúng ta cũng cần phải chờ đến hồi kết thì mới biết được chính xác rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có phải là vĩnh cửu như những lời đồn thổi mà giới chức cao tăng của Trung Quốc nói với truyền thông quốc tế trong thời gian vừa qua hay không. Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày hôm nay, một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Xinhua.net đã cho biết bão tấn công Trung Quốc gây lũ lớn và cuốn phăng rất nhiều nhà lầu, xe hơi ra ngoài Biển Đông, thậm chí là còn lênh láng ở con sông Dương Tử. Tờ báo của Trung Quốc cho biết chi tiết như sau. Cơn bão thứ hai của Trung Quốc trong năm 2022 đã đổ bộ vào miền Đông, miền Nam rất nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mỗi nơi nó đi qua đều để lại sự tàn phá hết sức khốc liệt. Nhiều nhà lầu xây hơi đã bị cuốn trôi và rất nhiều nhà cửa bị tàn phá một cách hết sức nặng nề. Cơn bão số 2 của Trung Quốc với sức gió lên đến cấp 13, giật trên cấp 15 đã gây ra những cơn mưa lớn tại nhiều nơi trên sông Dương Tử, vịnh Hàng Châu và tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến. Bão đã đổ bộ vào miền Đông của Trung Quốc và cả miền Nam, khiến cho nước lũ tại nhiều nơi thuộc tỉnh Chiết Giang dâng cao, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Chỉ riêng thành phố Ôn Châu đã có đến gần 800.000 người đã bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế là hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Đây cũng là điểm báo cho chính quyền ông Tập Cận Bình rằng chính quyền ông ta nên đối xử tốt với cả Việt Nam và một số nước trên thế giới, nếu không mẹ thiên nhiên và ông trời sẽ tiếp tục ra tay trừng trị, vùi dập Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết nước này đã chi thêm hàng trăm triệu đô để cứu trợ người dân bị lũ lụt. Nhiều nước trên thế giới cũng đã ra tay ủng hộ phía Trung Quốc, trong đó có Campuchia. Tờ báo của Trung Quốc cho biết rằng nước này đã thông báo chi thêm 830 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 119 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để cứu trợ khẩn cấp những vùng bị mưa lũ tàn phá.
Bộ Tài chính của Trung Quốc cho biết khoản tiền kể trên được phân bổ cho 12 vùng của các tỉnh bao gồm Giang Tây, Hồ Bắc để các địa phương này phục hồi sản xuất và vực lại cuộc sống. Đến nay, Trung Quốc đã chi tổng cộng 1,29 tỷ nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Theo tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, kể từ đầu tháng 6, mưa xối xả liên tục nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc khiến nước hàng trăm con sông vượt quá mức báo động đỏ, hơn 1.400 người tử vong và mất tích. Hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng, cuộc sống và nền kinh tế thiệt hại nhiều tỷ đô la Mỹ. Hôm nay, các nhà chức trách buộc phải ban bố tình trạng màu vàng, có nghĩa là tình trạng khẩn cấp, bởi vì họ cho rằng tình hình mưa lũ vẫn đang còn tiếp diễn từ nay cho đến hết tháng 7 hoặc thậm chí còn lan sang nửa đầu tháng 8. Vì thế, cảnh báo người dân cũng như là các cơ quan ban ngành phải hết sức cảnh giác và tìm nơi trú ẩn khẩn cấp. 73 người xuống biển, gió giật cấp 15. Siêu bão số 2 đã quật đổ một giàn khoan siêu to khổng lồ của giới chức Trung Quốc và đang làm tan hoang rất nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như An Huy, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến và Thượng Hải. Có thể nói rằng Trung Quốc đang phải trải qua những ngày vô cùng đen tối khi mà chỉ từ đầu tháng 7 cho đến nay, Trung Quốc đã phải hứng chịu liên tiếp hai cơn bão. Cơn bão đầu là cơn bão Cha Ba, quật đổ giàn khoan khiến cho 27 người thiệt mạng. Còn giờ đây thì cơn bão số 2 đã ập đến một lần nữa, khiến cho 73 người thiệt mạng. Cơn bão số 2 đang càn quét đảo Hải Nam của Bắc Kinh. Theo cơ quan khí tượng thủy văn của nhà nước Trung Quốc cho biết, cơn bão số 2 với sức gió giật trên cấp 13, tâm bão giật ở cấp 15, nó đã đi qua đảo Hải Nam làm tan hoang đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Nhưng trước đó, nó đã quần thảo tại các khu vực đảo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông. Cơn bão số 2 đã càn quét tất cả các vùng, các khu tự trị ở ngoài khơi Biển Đông, trong đó có con đường lưỡi bò và 7 đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Cơn bão đã đánh sập một giàn khoan mang nhãn hiệu Trung Quốc 333 và khiến 73 người bị rơi xuống biển. Gió giật cấp 15 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các bờ biển của đảo Hải Nam. Được biết, bão cũng đã đánh sập toàn bộ khu tự trị, khu căn cứ quân sự mà Trung Quốc đã đặt tại 7 hòn đảo nhân tạo trái phép ở ngoài khơi Biển Đông. Có thể nói rằng, nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu phía Trung Quốc. Trung Quốc tham lam đi cướp Biển Đông thì bây giờ cũng đã có những cơn bão do thiên nhiên lui tới để trừng phạt Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang gặp rất nhiều vấn đề về mưa bão. Trong suốt 34 ngày qua, mặt trời vẫn chưa xuất hiện. Tất cả các vùng khu tự trị của Trung Quốc chỉ toàn là một màu đen tối và u ám. Tất cả các con đường bây giờ đã biến thành sông, thành biển. Hiện nhà chức trách của Trung Quốc vẫn chưa đưa ra được các thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra. Nhưng theo thống kê ban đầu, chiếc giàn khoan mang nhãn hiệu 333 bị cơn bão số 2 quật đổ chìm xuống đáy Biển Đông và gây thiệt hại là vô cùng nặng nề cho nhà nước. Trung Quốc ước tính thiệt hại khoảng hơn 1,5 tỷ đô la. Đây là con số vô cùng đau thương cho Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, có một số thông tin vô cùng buồn cho nhà nước Trung Quốc, đó là cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho hay cơn bão số 3 tiếp tục đang hình thành ngoài khơi Biển Đông. Trong vòng 3 đến 5 ngày nữa, nó sẽ tiếp tục quần thảo ở ngoài Biển Đông và đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh, đi xuyên vào con đập Tam Hiệp gây ra mưa to, lũ lụt trên diện rộng. Các tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hà Nam và Liêu Ninh đã ra thông báo khẩn cấp với bão, tức là cảnh báo mức độ cao nhất, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường và mọi người cần tìm những nơi an toàn nhất để trú ẩn. Nếu không, cơn bão số 2 sẽ càn quét vô cùng nặng nề. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, thì cơn bão số 2 sẽ mang một lượng mưa lớn và dữ dội từ cấp miền trũng của Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Lũ quét sẽ xảy ra và lốc xoáy cũng như là sấm chớp bao trùm lên cả đất nước Trung Quốc. Người dân được khuyến cáo là không nên đi ra ngoài trong lúc bão đổ bộ vào. Tại thủ phủ, Bắc Kinh cũng đưa ra một công điện khẩn, đó là những người dân nên tìm nơi an toàn nhất khi bão đổ bộ và sẽ gây mưa to, lũ lụt, đồng thời sấm sét sẽ nổ vang trời. Mọi người không nên tìm những cây cổ thụ để chụp ảnh và không nên đứng gần những nơi mà có khả năng sét sẽ đánh vào, ví dụ như là cột phát sóng hay những nơi cốt thép và có sắt. Mọi người nên ở trong nhà, tắt hết điện thoại, TV, tủ lạnh và các thiết bị điện cũng như là sóng của Internet bởi vì sấm sét sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh thành trong một vài ngày tới. Có thể nói rằng mưa bão đang càn quét Trung Quốc, đây không phải là hiện tượng đầu tiên Bắc Kinh gặp phải. Năm 2021, Trung Quốc đã phải trải qua 113 ngày đen tối. Năm nay mùa mưa đến sớm hơn năm ngoái, từ đầu tháng 6 và những cơn mưa như bão số 1 và bão số 2 đã ập đến Trung Quốc trong tháng 7 này.
Còn nhớ năm 2021, mãi cho đến mùng 8 tháng 9, Trung Quốc mới đón nhận những cơn bão số 1, số 2, thì bây giờ Trung Quốc đã có cơn bão số 2 rồi, trong khi mới chỉ là trung tuần tháng 7. Người ta vẫn cho rằng Trung Quốc tham thì thâm và Trung Quốc cần phải thay đổi lại cục diện trên toàn cầu bằng việc phải sống tốt với cả Việt Nam và các nước trên thế giới. Trung Quốc cần phải rút toàn bộ tàu thuyền giàn khoan ra khỏi ngoài khơi Biển Đông, chỉ có như vậy Trung Quốc mới được yên ổn. Còn nếu như Trung Quốc có ý đồ cướp Biển Đông, xâm chiếm Biển Đông, tạo ra con đường lưỡi bò phi pháp, xây dựng những hòn đảo nhân tạo hoặc khống chế khu vực biển và thách thức thế giới thì chắc chắn thiên nhiên sẽ tiếp tục ra tay trừng phạt. Đây là một trong những thông tin mới nhất về tình hình mưa bão tại Trung Quốc và chúng tôi sẽ liên tiếp theo dõi và cập nhật và cung cấp cho quý vị khán thính giả. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!